cho các bác một lượt đã cho nó nhanh chưa. Đối với lại đôi loa JBL LX8 này có mức giá là 19 triệu 800. Dòng loa này thì nó cao cấp quá rồi, quá cao cấp. 19 triệu 800. Lên tiếp tục đó là đôi loa BMW kép 685. Con này là 200W một đôi này, trở kháng 200W một đôi, trở kháng 8 ohm. Giá 7 triệu 9. Sang đến đôi bên cạnh đấy nữa, đó là đôi loa Pioneer. Đôi Pioneer CS99, Pioneer CS99 bass 40. 5 4 tép một chung. Được. Đây. Một chung này, một tép còi này, một siêu tép này, hai tép này. Con này CS99 13 triệu 9 bass 40. Đôi loa này là đôi loa Onkyo em đã giới thiệu cho các bác rồi. Báo 3 triệu 9 nhưng do nó không có lưới, vừa báo lại, không có lưới 3 triệu cho bác, không có lưới. Đôi loa tiếp theo đó là đôi loa Pacific Euro. Pacific Euro này. Pacific Euro, hàng made in USA, thằng này là hàng Mỹ xịn luôn. Mỹ xịn, mức giá 7 triệu 9. Và cuối cùng đó là đôi loa tiếp theo đó là BMW kép 603S3. 603S3 series liền kề. 15 triệu 900. Quá rẻ, các bác nhớ model của em vào Google tìm hiểu ạ. BMW kép 603S3 made in England. Giá 15 triệu 9, các bác cứ gõ Google tìm hiểu chán đấy, sau quay lại với em. Tiếp tục đến nữa là đôi loa BMW kép 7.7 triệu 9 đây. Đôi này BMW kép DM620, có thể em không nhớ model lắm, em quay ra sau. DM620 mới đi ngang lần, được chưa? Đấy không, 7 triệu 9. Hàng loa của anh, loa của Anh Quốc thì chất nó hay lắm, giá thì chắc chắn là nó cũng không rẻ. Tiếp tục đó là đôi loa Monitor 7 triệu 9. Đôi loa monitor gì đây, quay ra đây đọc chỗ bác này. Đôi loa monitor audio LTD, hàng made in England, toàn hàng Anh, loa của Anh cũng cao cấp, 7 triệu 9 tiếp. Sang đến đây đó là đôi loa JBL L3. Đôi này cách đây khoảng độ 2 tuần em có bán một đôi, nhưng đôi đấy nó rẻ hơn nhiều, rẻ cả triệu, hơn triệu này. Đôi đấy nó cũng tuyệt đẹp như đôi này đẹp lắm. Đôi này 9 triệu 8, JBL L3, quá đẹp luôn, đẹp lung linh cho các bác, đẹp lung cho mẹ linh luôn. JBL L3 thôi em cũng quay nhanh chút em giới thiệu chi tiết JBL L3. Tiếp theo nữa là đó là đến đôi loa Mission 3 lỗ thông hơi kìa, loa đồng trục, ba lỗ thông hơi, loa đồng trục, giá 7 triệu 9. Sang đến con bên cạnh này cao hơn cũng 7 triệu 9, đó là đôi qua Alpha 44, hay thường gọi là Avan LABS Alpha 44 này. Xin em giới thiệu chi, đôi này cũng có mức giá 7 triệu 9, vỏ màu vàng. Và cuối cùng đó là đôi loa BM Watt thiết kế với lại 4 loa một thùng màu vàng, giá 8 triệu 9. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng đôi loa cho các bác, chi tiết từng đôi loa về kích thước, chiều cao, rồi là model, trở kháng, tất cả vân vân. Bây giờ vào đôi loa đầu tiên, đó là đôi loa BM Wap này. Con này e căng đầy đủ đấy, e căng đầy đấy ạ, nó rất là đẹp, e căng đầy đủ luôn. Con BM Wap này thì các bác nhìn này, tất cả còn zin của ốc cơ, ốc của zin hết. Ốc này em để zin hết, ốc này các bác về bác chấm tí dầu rồi nhé, chấm dầu cho nó cắn cái màu vàng đi, nó hết thành màu đen luôn. Chấm dầu, còn em bọn em là về cứ để nguyên đấy. Con này là con BM Wap này, BM Wap, lỗ thông hơi phía trước quá tuyệt vời. Cho những đôi loa như này có lỗ thông hơi phía trước thì các bác có thể đẩy sát con loa vào trong cùng của tường. Nhưng từ đã, siêu tét này, chung này, em xem đằng sau có lỗ thông hơi đâu, đây lỗ thông hơi đằng sau không có, tức là đôi loa này các bác có thể đẩy sát vào tường được. Đây là đôi loa BM Wap QL60C. Có đợi em chút nhé, nó ngược sáng nó không nét. BM Wap QL60C
Con này chở kháng 4 ôm. Vậy con này bát đánh thì hơi sâu. Bát đánh con này bán, con này bát đánh thích lắm này. Đều góc này. Chở kháng 4 ôm này. Công suất 180W từ ra. Vậy là đôi này là 360W một đôi này. Được chưa? 360W một đôi này. Đấy. Nó nhìn kỹ không em đi. À, con này kích thước chiều sâu 30, chiều ngang 25, chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, chiều cao tầm 98 đến 1m. Mức giá 8,9 triệu. Con này thì đánh cho các bác phê rồi. Đồ phê mê. Tiếp tục sang đôi thứ hai. Đó là đôi loa A. Đây. Alpha 44 A vần LABS. Con này lỗ thông hơi cũng phía trước luôn. Lỗ thông hơi cũng phía trước tất cả này. Những con này này, con bên này gân cao su hết ạ, gân zin hết. Gân cao su. Con này cũng gân cao su này. A vần LBS. Con tép đom. Hai bác. Con này vỏ màu vàng. Ra phía sau cho các bác đọc thông số cho bác này. Sao con số nó hơi mờ rồi. Thông số con này hơi mờ hết các bạn này. Hàng đi mắc, hàng made in Đan Mạch. Hàng Đan Mạch. Made in Đan Mạch Avan hết nhé. Hàng Đan Mạch hai cầu Bway. Con này 7,9 triệu. Con này cao cũng xích xoát 1m như con này. Con này hậu sâu khoảng hơn 30, tầm 32. Chiều ngang 20. Đấy. Được chưa? Sang đến tiếp tục con này đó là con Mission. Con Mission loa đồng trục đây, 7,9 triệu này. Mission loa đồng trục. Ai bó tay không? Phả ơi, con này nặng lắm không ạ? Nhìn nó chót chót mà sao nặng thế? Con nặng lắm ơi. Mission hàng made in England. Loa Mission made in England model 75, Mission 75. Được chưa? Chở kháng 8 ohm. Công suất 150W một loa. Được chưa? Đó, đấy. Mission made in England hai cầu. Con này hai cầu luôn nhá. Hai cầu đây. Made in England hết sập dưới luôn. Xứng đáng thôi, hẳn nào nhìn thấy nó nhỏ nhỏ mà nó 7,9 triệu. Nhìn thấy rất rất nhỏ gọn nhưng mà thiết kế rất là hầm hố. Kiểu cách phong cách đấy. Con này rất là phong cách. Đặc biệt là ba lỗ thông hơi dưới này rất đẹp này. Hai nữa là loa đồng trục này. Loa đồng trục hết ạ. Siêu tép. 7,9 triệu. À, về kích thước chiều sâu của loa này 22 đến 23 gì đấy. Kích thước chiều ngang 20. 19-20. Chiều cao 1, 2, 3, 4. Chiều cao khoảng 90cm. Chiều cao 90. Con này chiều cao 90. Những con kia 1m hơn 1m hết rồi. 90. 7,9 triệu ạ. Sang đến với lại con JBL này. Các bác cần tìm hiểu cứ gõ Google nhé. Gõ Google ra hết. Nhưng mà thời điểm này các bác gõ Google thì các bác hơi lệch. Bởi vì là thời điểm này nó không như thời điểm trước. Các bác gõ thời điểm trước nó sát giá hơn. Thời điểm này các bác gõ Google thì nó không như trước, bởi vì bây giờ hàng cam về không có nữa. Không có hàng cam về đâu ạ. Hết, không có đâu. Giờ cuối năm thì cũng hơi khan hàng. Bát 20 JBL. Dòng này thì con này nhá, gân vải tầm dầu này. Màng giấy gân vải tầm dầu. Như thép. Tiên đi ra sau cho bác xem. Này, lỗ thông hơi phía sau. Con này là con JBL L3. Hàng là made in USA. Đấy, lỗ thông hơi phía dưới. Bọn này đánh bát thì mềm sâu lắm đó. Các bác cứ lúc màn bị ma gian bóc phang cho em. Đờ nông cũng được, nhưng đờ nông đờ nó cao cao chút. Mức giá 9,8 triệu. Con đẹp nhé. Đây em ghi hẳn hàng đẹp cho các bác. Ông đích hàng xấu cũng có. Hàng xấu thì em báo anh em chuyển qua hàng xấu rẻ hơn. Thật ra là khi đã chơi rồi thì mua được đến 7-8 triệu, hơn 8 triệu rồi thì không tiếc gì mấy trăm cả. Cho nó đẹp hẳn. JBL L3 9,8 triệu. Sang đến con tiếp theo đây, đó là con loa. Nhìn đây. Monitor audio. Nhìn này, có nhìn cái màng nó thích chưa? Sờ cái màng, cái gân nó cũng thích. Cái gân nó mê rồi. Gân nó mê thế này. Con thế này thôi, đừng có coi thường nó ạ. Con này bát nó đánh nó phê luôn này.
nhìn các bác, nhiều bác cứ nhìn thì nó nhỏ nhỏ, họ chê nó, đừng có chê các em nó, hàng made in England đấy, monitor multi audio LTD, đừng có chê nó các bác, con này đánh phê lắm, mê đấy, mê luôn, mê luôn đấy, mức giá 7.900.000 đấy, 7.900.000 đấy. Sang đây vẫn tiếp con này nữa là mức giá 7.900.000, cũng là con BM, con này là cũng đến từ Anh Quốc, BMW kép. Đúng rồi, con này toàn loại Anh. Toàn loại Anh Quốc, BMW kép. Được chưa? 7.900.000 này. Con này con là BMW kép DM620. BM620. Đây, quay gần nữa bác. DM620 hàng made in England. Hai cầu đấy như vui luôn. 7.900.000. Kích thước chiều ngang này 22. Kích thước chiều sâu cả e căng tầm 28 đến 30. Cao thế nào? 1, 2, 3. Cao 70. Cao hơn 70 đấy, tầm gần 80 đấy. Con này thế, con này cao gần 80. Vừa rồi em giới thiệu cho các bác một số mã loa, dãy bên này em giới thiệu rồi, có clip rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em giao chuyển hàng toàn quốc cho các bác. Giao chuyển hàng toàn quốc luôn ạ. Đấy, các bác thích chọn đôi nào thì bác chọn cho em, bác chấm nha, báo cho em. Thích chọn đôi nào thì bác chấm, bác báo. Được. Em đi gần lại một lượt nữa. Đấy. JBL 19.800.000 này. BMB 7.900.000 này. Pioneer CS 99 này, 13.900.000 này. Onkyo, con này 3.900.000 nhưng không hề căng, giảm 3 triệu này, còn 3 triệu. Còn Fase Audio loa đến từ nước Mỹ này. 7.900.000 này. À, con BMW kép 603S3 series liền kề 15.900.000. Con BMW kép DM620 thì phải, đúng không? 620. 7.900.000. À, con monitor audio này cũng 7.900.000. Con JBL L3 9.800.000, con này hàng đẹp. Hàng Bình Định có. Con Mission này 7.900.000. Con tiếp theo nữa đó là con Avan LABS 7.900.000, và con cuối cùng đó là con BMW Watt 8.900.000. Đấy. Được chưa các bác? Ôi giời, thoải mái loa cho các bác đây.